này tao ăn nhá, xin phép chúng mày tối tiếp. Còn bây giờ tao đi đám cưới chúng mày. Ngửa bài lên. Ngửa bài lên. Ngửa bài lên. Ngửa bài lên. Kéo lại. Mày kiểu đéo. Sao chúng mày bây giờ cầm tiền đây, thách thức chúng mày thua rồi còn thể cái gì nói gì nữa. Hai. Mày không phải là phúc ông giàu không? Đúng rồi, làm sao không làm gì. Hôm nay tao gặp mày mà sao mày đi đâu? Tao đi đám cưới việc của tao, chúng mày lên nhà có việc gì giữa trưa này? Tao đi đám cưới việc, tao gặp mày đúng mấy phút thôi. Được gì đấy tao tối với mày thấy trên mạng mày mỗ cái gì mày mà bài nát như cái gì đúng không? Ô hay cái thằng này tao biết cái gì tao nói cái đấy là sao chúng mày thắc mắc cái gì chúng mày ý làm sao? Mọi người à, mày thích ngồi tối đây, ngồi vào tao lên đây rồi, ngồi xuống đây. Để tối bây giờ tao là ngồi đây, ngồi xuống. Ô hay cái mày ngồi xuống. Tao muốn để anh nghe tao lên đây có câu chuyện đúng không mày? Thằng kia bài đâu ở đâu bỏ đây. Bài vỡ rồi. Thách thức thần bài đi chứ nào? Nói chung là có việc thì mới lên, chứ còn mày cũng không đẳng cấp gì đâu. Tao xin mày đúng mấy phút tao gặp mày như thế nào? Đây bây giờ tao bóp cái nhá. Ờ từ từ tao chưa hiểu cái gì cả. Chúng mày tiên cầm bán đi thách thức tao à? Tao thách thức mày chơi liêng cái gì đó mà tao? Ồ. Nhưng mà tao nói là tao đi đám cưới và tao không thời gian tiếp. Nếu mày thích chơi tao đánh ta ván thôi, là chúng mày hiểu. Cái bốn cái tao đánh. Tao nói rồi nhá, đánh ta ván, tao đi đám cưới, chúng mày thích để tao. Mày ít thôi. Đánh nghe tao đầy tiền, mày nghĩ nhưng mà không có tiền à. Chúng mày ba cái đồng nẻ này tiên bắt tao ở nhà. Đánh ba cây thì ông anh tao đỡ cái cầu điểm. Đây là liêng luôn. Liêng. Liêng không? Chúng mày nghĩ ăn được tao à? Mẹ cũng cờ trên mạng. Cờ mà cái loại mày nhìn cái gì chưa? Mày cầm chín đi à? Nắm gì mà oai cái gì? Mẹ lúc mày nhìn mày. Mày đâu đi đâu? Ăn rồi đây, ăn rồi đấy, cho mày ăn. Ừ. Ăn rồi. Mình thế ăn. Mày mõm à? Mình thắng à? Tao thua rồi, tao nhìn mày thua rồi. Mày thắng. Ôi, thế chạy luôn. Đéo cái gà. Mày ba ván cơ mà. Mày cứ thể hiện cái gì? Đây này nhá. Ờ. Mày thua anh em tao một ván rồi. Tao đố mày thắng anh em tao hai ván nữa luôn, đánh đúng ba ván luôn. Mày chưa bài đi, tao bỏ thắng là thắng. Đúng rồi. Ừ, là. Đánh một lần cho loại mày hiểu luôn này. Ô, mày to à? Mày mà ăn được cái chỗ này đấy. Chỗ này nó là của mày, còn đéo mày phải đánh nhiều. Này. À, chúng mày giỏi rồi. Nhưng mà này. Đẹp à. Chúng mày tuổi gì? Anh cứ bình tĩnh như nào. Ý mày sao? Này em ơi. Sao cái cứ phải là tao lặn. Ôi trời ơi, mày thế nào? Cái gì? Mày đánh mẹ đi, ngồi nhìn điện thoại gì tao này. Mẹ, tao không thời gian đâu. Anh đập bài đi. Mẹ bài tao điểm ăn rồi. 6 điểm này. 8 điểm ăn lại mày rồi. Mày tuổi gì? Tao nói cho mày biết đấy. Này, chúng mày nhìn cho kỹ vào này. Mày mẹ là cây 2 nhưng mà cây đéo gì thôi. Bài của mày nhá, không quá 5 điểm. Chuẩn, 4 điểm. Sao mày nhìn thấy 3 cái áp bao giờ? Chúng mày có nhìn thấy cái này cái gì không? Có lộn vào 3 cái áp. Vạch cái gì? Mày chưa nhìn ba gáp bao giờ. Ơ, kiểu đéo anh. Mẹ cái thằng này. Ơ. Thế thằng này. Được chưa, hòa chưa? Mày hiểu chưa? Mày còn một ván nữa mày thắng. Một ván nữa. Ừ. Thằng này đéo được cái chưa? Gì? Mày ngồi đi à? Ngồi đi. Sao luôn đuổi cái gì? Thì nóng mà chui đem gì? Mẹ luôn chỉ mày. Mày cứ bình tĩnh như nào mà tiền để lên nào. Sao mày hòa đấy, còn ván cuối cùng mà tao đi đám cưới. Được rồi. Mẹ mày cỗ bà mày không ăn thì nó còn đấy, mày chưa? Mày cứ nhà trò mày ngồi đấy. Tao nói rồi nhá. Ai gọi mày kìa? Nhớ ai gọi mày? Mẹ tao tắt con mẹ đi đánh anh em tao ván như thế nào? Tao chỉ lốt cho mày ván này thôi. Rồi ok. Bây giờ tao tắt mày này. Cái ván bài này mày mà thắng anh em tao ấy. Mẹ đúng cái số tiền đó là của mày luôn. Tắt chưa? Tắt rồi. Anh em tao bây giờ đi đánh mày này không mang tiền đi à? Mày làm gì mà cứ cuốn cái này nhỉ? Đây thì bây giờ số tiền này tao chưa có lên bài nhá. Tao thắng con mẹ mày luôn rồi. Ô hay. Chúng mày ngửa bài. Chúng mày có mấy điểm? Chúng mày có thể... Mẹ mày luôn rồi này. Này này sắc 7 này. Này nhá. Nếu mày ăn chặt con mẹ tao đi. Mày đợi nếu mà mày tao ăn nhá, xin phép mày tối tiếp. Còn bây giờ tao đi đám cưới chúng mày. Ngửa bài lên. Ngửa bài lên. Ngửa bài lên. Ngửa bài lên. Kéo lại. Mẹ kiểu đéo mà sao chúng mày bây giờ cầm tiền đây, thách thức chúng mày thua rồi còn thể cái gì nói gì nữa. Gì mẹ thắc mắc cái gì? Muốn điểm. Đây này, tao đang thắc mắc là tại sao mà tao ngồi bên mày nhá, tao chụp ảnh nhá. Mày đúng là con hai này mà sao mày đổ con áp này. Đây này. Mẹ, bây giờ cờ bạc cái này mày đánh. Đây mày thấy rõ chưa? Ừ hay. Đấy. Anh em nói ít để hỏi thằng này. Chúng mày bây giờ tao nói luôn nhá, chúng mày đến thách thức nhá. Bây giờ tao là thằng thợ bịp ở trên mạng, chúng mày biết rồi đúng không? Chúng mày vẫn lên thách thức, chúng mày thua phải chịu. Cái loại mày chỉ ăn may bây giờ. Mày tao cũng hơi thắc mắc cái ván bài. Ván bài như này rồi. Đây là 4 điểm đúng không? Sao lại mày nó làm con áp được? Tao ngồi đằng sau. Đây mày nhìn kỹ là có phải là 4 điểm không? Đúng hai chân như này. Tao chỉ nói chúng mày biết này, chúng mày biết đây là mấy điểm không? Mẹ là 2 điểm. Nó là 2 điểm chứ. 2 điểm nó là vào cái ván trước rồi, còn sang cái ván này chúng mày chỉ là chặn. Nó vẫn là 2. Này, 2 cái này. Này là cái đéo gì? Tao đang chuẩn bị mặc cái áo đi đám cưới, chúng mày sồn sồn vào đây chúng mày thể hiện cái gì? Sao cái áo này nó làm sao mà phải mặc đi đám cưới mà sao mày phải kể? Tao chỉ nói này, tao không thời gian nói nhiều rồi, tao giải thích mày khôn hơn tí này, mất tiền rồi xứng đáng này. Ra. Đây là cái quy đúng không? Chúng mày nhìn tao chạm tay bụng này, thì đây là cái mấy? Ừ. Ôi thôi.
Mày hiểu chưa? Ủa, tại sao thằng thân bài tao được mày hao bài chứ đéo mày nào có cái tay. Tao biết thừa là thằng này ngồi đằng sau là ý kiến nhìn trộm tao đúng không? Mày chụp ảnh đúng không? Chụp ảnh đâu? Đây, mày chụp ảnh mà khoe tao đây đúng không? Không ảnh nha, mày nhìn ấy, nó chỉ là cái hai thôi nhưng mà chỉ trong tích tắc cả cái nó không phải là cái hai đâu em ạ. Nhá, em nhìn đây này. Ôi quy ơi. Tao chỉ giải thích thế thôi, chúng mày thích ấy, tao kỷ niệm cái áo nhưng mà tối tao mới tiếp. Bây giờ tao muộn rồi. Không có tiền tiền tiền. Tiền mày tiền tao rồi. Ok. Ui giời.